Cái của tao 700. Thì giờ nó lớn nó đậu dính. Lớn cao dính cao lớn. Ê. Cái là hán không nội? Nhóc lai ông nội ơi, lâu rồi lai hán. Nó lai á. Nhưng cái là hán thích mẹ luôn á. Đã nó lai mà không giống mày méo. Em gì nuôi được á, nuôi đi. Sống không? Nước này mà sống. Mày đầu tư thêm cái cái gì? Cái bơm hả? Cái bơm oxy đi. Trời ơi, mấy cây nó đủ mà. Có chuyện mà muốn chạy luôn. À Vĩnh ơi, lo nhắn chạy ra. Trắng lưới luôn á. Dễ lấy tao lý trắng bóc. Con lý là lý trắng bóc mà. Rảo lớn quá rồi. Xe con này quá trời cá luôn. Con cá máy. Em muốn đi đầm ra chim đi. Ra chim nhân lưới đi. Đừng quá. Có ngày nhân lưới không à? Ừ. Hai ngày đi một ngày hay đi một ngày gì đó. Từng lớp một lớp thôi. Thôi đi, nhạc được. Đâu để cỏ đi, để cây dính sao? Để cây dính sao? Mới trôi kìa. Đúng nước hả? Đúng thủy dọc. Đúng rồi. Ngoài còn chảy kìa. Chặt đứng chảy yếu. Đâu, hồi tối 9 giờ mà nước chưa rồng, mày đứng mắt mày chứ đứng. Quăng lên bờ luôn, quăng lên bờ luôn, chút đi trúng bụng á. Quăng lên bờ luôn đi chứ nó nhòn nhòn đi trúng bụng á. Nghe đầu ngủ ra rồi, sáng nghe. Ui, Đạt ơi, con cái chim. Ở nhà tao câu dính con bay lớn này Đạt. Con cái chim tôi chơi đâu, nó trắng đầu lắm. Mở tao coi, dăng dính, câu dính con bay lớn này. Đó, tiếng lòi này, nó tôi câu cá bự hơn nữa. Tưởng cá chê không, biết thôi, cái chim cuối tay. Nó câu anh bỏ nó, ngay chỗ... Cái cống không? Cống á. Cống giờ hết cá rồi, bể rồi. Bể rồi, đang câu nhiều quá, bể rồi. Cọt tay vô dăng, cho cắn nha. Giống mà cọt tay vô. Cá gì? Đầu kia rút nhảy chưa? Rút rút chưa? Chưa. Ủa, không dễ gì mà lẫn chưa? Rồi. Dễ nãy luôn. Sao nặng vậy? À, dính cây rồi. Rồi tìm bột luôn rồi. Nó. Cây chắc rồi. Lên đó. Đây là cá dính rồi cả bếp hỏi cho con. Trời ơi, trời này giống như miền Tây luôn hả? Miền Tây mà. Xe diền luôn. Em mấy từng đi mấy lần anh? Từng đi một lần á. Từng đi một lần, cuối tuần. Từng không đi nữa, chừng nào chủ nhật nghỉ mới đi. Ủa mấy con nhỏ nó không dính lưới sao ta? Thấy toàn con lớn không ha? Nó dính nhỏ nè. Mà lâu dính nhỏ thế thôi, giờ cá lớn không chứ. Trời ơi Đạt ơi. Trời ơi Đạt ơi. Xe giềng luôn. Má, dính gì ta? Dính cây đó, tì xì bọt đó. Gịch vô luôn đi, gịch vô luôn đi. Này hơn cái ao ừ. Này không có sức dăng rồi luôn, dăng cả ngày luôn hả? Nước cứ vô ra liên tục mà. Nhưng mà chị dăng dăng dữ lắm cá. Gặp nếu mà ai làm cái nghề này thôi chứ còn dăng cả ngày luôn đúng không? Ừ. Ví dụ như hai người dăng, hai người tới bán. Cứ dăng hai xô rồi ra mang ra chợ bán ha. Giấc này cuốn chứ dăng tới chiều mặn sao nổi. Bán chợ vậy. Mà cá này nhiêu ký ta? Chợ bán 25 ngàn ký. 25 ngàn ký, 10 giờ 20 ký, 200 mấy rồi. 500 rồi. 500 rồi. 500 ngàn rồi chứ một, ít ỏi gì. Được. Đầu tư được, con Giang đi, đi Giang. Chắc ăn bán người ta mua hết không, mà tính dữ vậy nè. Thì nói vậy thôi, nhưng mình cũng bán được vậy. Thôi, để tao
Ở nhà còn thùng mắm chắc ăn luôn rồi nè. Không thật chơi gì anh thùng nhiều ra anh thùng rồi. Cá dân ăn hết rồi anh là mắm luôn. Thành phố gửi cá về quê. Dân củi về rừng mà. Thành Sài Gòn gửi cá về miền Tây. Thật sự miền Tây mình dân lưới không kín cá cái này nữa. Dưới vợ nó xịt nói gì nó xịt với lại nó hút ốc hết trơn. Ờ cá không nhiều bằng đây. Cá gì ở dưới quê hả nè. Dưới quê 10 nhà hết 80 xịt rồi còn cá đâu bạn. Đúng là xịt đời sau đời con đời cháu còn cá nữa ta. Cái kiểu xịt rồi đó là đời cho con đời cháu mình chứ ăn bùng chứ còn cái gì giờ. Đúng rồi, cứ cá lớn lớn xíu là chết đi còn gì. Cá nhỏ còn chết luôn. Cá nhỏ chết chưa? Chịu nổi chết hết. Đó là số cá thứ hai rồi nha anh em. Một số expo đầy luôn. Đạt ơi, đạt ui. Lỏ nhiệt vô được đây. Quên. Quên, quên. Ôi, nó xe mà cái gì mà. Cái gì thế? Không, cái này không có sức gỡ chứ coi gỡ đặt hai cái lưới hai bên ha, chạy xung quanh cái hồ ha. Thì nó đi hai bên nè. Ừ, đi hai bên là coi như là còn tay nữa, còn tay nè. Hai bên thì gỡ mệt nghỉ luôn á. Cứ gỡ cái này xong. Xuồng kìa, văng phải cái xuồng. À ngồi trên xuồng, ngồi trên xuồng gỡ hả? Xuồng thiết á. Ngồi văng, ngồi bơi thôi, ngồi được lạnh chết. Có xuồng ba lá ngon rồi. Trời ơi. Hai em đi bán cờ em. Đằng này một em nữa, đằng kia hai em nữa. Hai ba. Điểm thấy ghê không? Thấy thì ba luôn á. Kìa, bốn luôn kìa. Nó nói đuôi kìa. Điểm thiếu mày. Trung ơi. Còn tay kia nãy giờ chưa thăm nữa hả? Tay ngoài kia chứ cái nãy xe diền luôn rồi. Đâu? Không nhận đâu ai biết. Mày sông lớn hả? Bên đó hả? Ừ. Rồi. Yeah. Cái nãy xe diền luôn rồi đây. Chưa thăm. Mấy tay này là thăm rồi mà còn vậy nè. Nó đang gỡ cá nha. Ấy đây xe của anh Giang đỡ đi, vậy tao ăn cuộn cuộn sáu nữa đuối nữa. Chỉnh cáo rồi ổng hết gỡ rồi ổng kêu tao phụ nè. Chúng coi gì la chưa? Đi đâu à? Đi nhậu chứ đâu. Nãy thấy còn ngủ mà. Giờ nhậu. Ừ, tỉnh rồi. Bảy. Bảy. Nó nhậu cái bắt đầu vậy ha. Đâu nãy kêu uống đầu ăn nhậu mà. Uống đầu nhậu đó hả? Ừ. Ủa đây địa phận của Bình Chánh hả hay là gì? Ở đây qua như qua cầu Tắc Gô nó là nhà bè rồi anh. À đây nhà bè. Coi thế con. Đi vô. Xích vô. Vô nghe không? Vô. Một lát tao lên tao gửi cho. Trời cá kệ nó. Giờ mình biết đi đi lội đồ chơi đâu. Bà mẹ nướng cái mặn. Nhúm vô, nút vô. Nãy hết miếng rồi. Bữa nước nó ngọt bữa nãy mặn lên ta. Nước lợ rồi. Mưa à. Bữa hổm nước mưa nó ngọt. Này nước lợ. Này nước chắc là nước mưa hết, nước biển nó lắng vô. Lợ con cu nó mặn chát lên nè, mà lợ. Mặn luôn hả? Lợ cũng đỡ lắm. Dãy lên miệng tao cái mặn chát nữa mà lỡ. Tôi đưa cái đầu xuống trước. Đang nóng cái đầu sao đưa cái đầu xuống trước. Một số đầy luôn Trung ơi. Kìa. Cái nhiều quá vậy. Cửa động nó lấy. Cửa động. Chào chào nó ra nè. Mánh mánh nữa. Là nhiều lắm thả bớt rồi. Không nhiều vậy. Thả đi ạ. Ừ, thả bớt rồi.
con này nó cầu sinh như thế đó. Thả thùng á. Con này nó năn nỉ cho nó về nhà. Bớt đã ơi đi. Nó đi nguyên cái dòng họ kìa. Nó cậu nó nhịp cầu đi chơi. Còi dây cá luôn kìa, còi dây cá kìa. Trời trời trời. Thành quả lao động sau một ngày vất vả. Chưa, một giờ vất vả. Một giờ vất vả. Tối nhậu nữa là sau sau tối là làm đó một ngày vất vả. Chú quay cái xô cá không chung. Đấy đó, đổ ra rồi nếm con đi. Bữa nay con giết bao nhiêu con? Bữa nay không đếm con này, không biết bao con. Bữa nay nhìn tôi tưởng như quê quá ha. Trời ơi, cái gì đằng đẵng vậy? Trời ơi, quá trời cá nha. Trời dính vậy trời. Xe luôn rồi. Trời. Chứ gỡ đuối chân luôn á. 100 mét đó là coi được nhiêu mét rồi. Chắc trên 50 hả? Còn dưới 40 nữa. Dưới 40 phải là được quá 20 con nữa. Có đây bao thôi không? Có 2 bao luôn vậy. Ủa canh bao không anh? Bên này đây thư bao. Cái này là hồ cá anh em, tự nhiên nha anh em ơi, chứ không phải là cá hồ nuôi đâu. Quay vẻ đất trống đi cho ta biết khu này là khu đồng cỏ, khu đồng quang. Dạo gỡ đổi bức dưới luôn nha ơi. Cái này chắc là có cá lớn mà sao nó không dính được cá lớn ha, hay là cá lớn nó không, nó nằm bây giờ nó chìm dưới đáy ta. Cá lưới này chủ yếu là cá tầm lưới này dính lưới ba mạng tầm vừa thôi, tầm trung thôi. Lưới ba mạng ăn cực ba mạng. Một cá lóc nó vô là dính không? Dính chứ. Dính à. Dính hết chứ. Cá lóc cái kê lụm hết. Nói chung tầm lưới cái này là dính hết. Ủa có ông kia giăng lưới quá trời các bạn. Tao thả cái cách lưới đi giăng không, cách lưới đi giăng hỏi đâu. Sao dính dữ vậy tao, họ không ngờ chú giăng lưới mấy thằng giăng lưới 2,5 mấy chú giăng cá sặc á. Cái sặc. Đúng rồi, cá sặc từ 2,5 rồi. Ở đây mà giăng lưới 2,5 lấy gì vậy? Lưới này bao nhiêu? 6 phần. Rồi, dính vậy. Con còn tay kia kìa nè. Chắc chắn xe đã rồi. Còn tay lần kia chắc này chắc cửa hết nói quá. Cái này là xong rồi chứ? Còn hai tay nữa. Còn nữa. Cái dài lần kia quá. Giăng lưới ta ăn. Một tay người ta ăn, người ta lấy tiền ta thôi, đi hai ra tay. Đằng kia. Núp xe rồi. Nắng hả? Nắng núp xe rồi. Không vậy, lại đi chơi cát rồi. Ê. Làm cát hả chơi. Ê. Để đi chơi. Đây bỏ tay lại Giang ơi. Vậy. Cuốn lưới không mỏi tay đó. Mỏi tay. Hết. Tạo hết một con nữa. Trời ơi, cá bự. Nó đuôi một con chứ. Bốn con nữa. Con cá điên. Trời ơi, con cá nó đen như vậy rồi. Con gì vậy? Con cá phi. Phi. Phi sao nó phi đà lon. Nó xanh luôn á. Mấy con này nó lai. Nó phi đà lon. Phi đà lon. Đà lon đen thui à. Lai lại hén lai tùm lum không. Con đen đi đuôi đỏ được hơn. Đúng rồi, con đuôi đỏ. Nãy con cá lai là hén đẹp lắm. Phải ở nhà luôn. Có cá phi lai là cá lai hén á. Cá chữ luôn chứ bộ à. Cái này nè, đang bỏ lắm, đúng rồi. Con này giống cá đi thiêu lắm. Không, nhìn giống cái sạc mọi ơi. Nó sạc ăn á. Muốn biết con gì về biết, chiên hay là nấu canh là về biết. Kìa còn hai tay à?
Qua ruộng hết đấy Minh Giang, bỏ nó đi. Đằng kia em đây. Qua ruộng thì mày phải qua uống. Ông mày không xuống rồi, ông ở đây tới 5 giờ chiều luôn nè. Nè. Giờ gỡ vô ruộng nè, có khi thu. Bởi vì nhà ông khỏe anh dằn dính cả đói tôi gỡ tôi dục anh chửi. Hỏi sao mày... cái đó nó ngon dích dục. Hỏi sao mày dục vậy? Hai hán nè mày. Cái này nè. Là hán rồi. Nó lai là hán. Lai. Cái này u u. Có u u u vô. Không bỏ nó đi bứa dùm đạn hán. Cháy điện thoại nữa nè. Nổ bùm luôn. Rồi cái đỏ kìa. Con cá đỏ nó cái chim. Cái chim này cái chim trắng. Chim đỏ. Còn con lai la hán rồi. Nó nằm ở trong này. Ừ, cá chim nhìn đã nhỉ. Có cái chim nào? Có con cái chim. Con lai la hán nó nằm đâu mất tiêu rồi. Nó giống hệt con cá la hán luôn. Trời ơi, đầy một xô luôn nha anh em. Xô thứ hai rồi. Hai xô thứ hai luôn. Một xô đem về nhà đây nè, con này. Không phải. Ủa đâu mất tiêu ta, bỏ vô rồi mà ta. Cá chim nhìn đã nhất. Chim nhìn đẹp hơn. Chim nè. Ui xì. Ui. Nó hơi nhỏ quá nhỉ. Con này ăn thì phí. Chắc chim xương không à. Chim. Không phải con kia rửa nó mất tiêu ta. Đây. Ừ. Rồi cái đầu u rồi.